chào quý vị và các bạn. Hiện tại tôi đang có mặt ở Thác Hờ Ly thuộc tỉnh Phú Yên. Mùa này nước mới mưa xong, nước nó vẫn ít, không chạy hết được. Thường thường là mùa mưa rất là lớn, chạy xuống từ bên này rồi sang bên kia luôn, rất là đều, rất là đẹp. Nhưng bây giờ mưa không đủ lượng nước đó. Bữa giờ cũng canh me lên mà me không có được, nước nó bị.
cái này rất là đẹp cho mọi người. Cái này thuộc tại sông Hinh, gần Đắk Lắk. Cái này rất là đẹp. Ngồi cái này là nhậu là rất là lý tưởng. Không. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời.